Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự tại điểm cầu Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên một hội nghị chuyên sâu về đối ngoại được tổ chức nhằm đánh giá những thành tựu đạt được qua 35 năm đổi mới trong lĩnh vực đối ngoại, nhìn lại những bài học kinh nghiệm và nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong thời gian tới. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trên 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, thiết lập được khuôn khổ quan hệ ổn định lâu dài với 30 đối tác chiến lược toàn diện, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam cùng các nước nâng tầm hợp tác vì lợi ích của mỗi nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 về lĩnh vực đối ngoại, Đảng ta khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, giai đoạn 2011-2020, Đà Nẵng đã thực hiện tốt các chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng với nhiều kết quả nổi bật, góp phần vào sự phát triển thành phố, nhất là tuần lễ cấp cao APEC 2017, Đại hội đồng Quỹ Môi trường Toàn cầu lần thứ 6, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN cùng nhiều sự kiện văn hóa thể thao mang tầm quốc tế. Trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, thì Đà Nẵng cũng đã thực hiện hoạt động đối ngoại với các hình thức phù hợp và mới đây được bầu làm Chủ tịch Mạng lưới các chính quyền địa phương về phát triển bền vững vùng bờ nhiệm kỳ 2022-2025. Đà Nẵng xác định tầm quan trọng của công tác đối ngoại với vai trò mở đường và trước các cơ hội thách thức đang đặt ra, thành phố xác định tăng cường công tác đối ngoại Đảng, trong đó tập trung triển khai hiệu quả chương trình hành động của Thành ủy về việc thực hiện chỉ thị số 32 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới. Tiếp tục nghiên cứu, dự báo, thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, thế giới và của đất nước và thành phố, những dự định, chỉ đạo của Trung ương để đưa ra những chính sách phù hợp với công tác đối ngoại tại địa phương, đặc biệt là những xu hướng nổi lên sau đại dịch COVID-19. Tiếp tục thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác song phương, đa phương, tăng cường công tác đối ngoại về kinh tế, công tác ngoại giao văn hóa và đối ngoại nhân dân. Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương, triển khai giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo an ninh và chủ quyền biển đảo, góp phần vào phát triển kinh tế biển. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị đối thoại toàn quốc lần này là dịp các cấp, các ngành, các địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại cả trong nước và nước ngoài nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình, vị thế của đất nước ta trong khu vực và trên thế giới. Vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tổng thể chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho toàn hệ thống chính trị, cho các cấp, các ngành trong hoạt động đối ngoại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi quyết tâm xây dựng nền đối ngoại hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, trường phái ngoại giao, cây tre Việt Nam, mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt sáng tạo, nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách khó khăn, vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.